Sáng ngày 7 tháng 8, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang phối hợp Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Ngọc Phú tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật về đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ năm 2024. Tại hội nghị tập huấn, hơn 70 đại biểu được cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn đo lường trong kinh doanh, về quản lý chất lượng vàng, trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường. Công văn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn thực hiện thông tư, nghị định của Chính phủ về nhãn hàng hóa, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ. Ngoài ra, các đại biểu được giới thiệu hướng dẫn một số mẫu nhãn vàng, trang sức mỹ nghệ, việc thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, kiểm soát chất lượng và việc lưu trữ hồ sơ chất lượng, phương pháp đo và xác định hàm lượng vàng, xác định tuổi vàng, các chất có trong vàng giả, chất cấm sử dụng trong chế tác vàng. Buổi tập huấn giúp nâng cao kiến thức pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh, nhất là mặt hàng vàng, trang sức, mỹ nghệ, qua đó khắc phục những tồn tại, hạn chế trong sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo kinh doanh đúng theo quy định.